Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Thưa các bạn, cuộc chiến Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 8 với những xung đột tiếp tục leo thang. Và cũng kể từ khi cuộc chiến này diễn ra, hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Nga đã đột ngột giảm mạnh do các lệnh trừng phạt Nga từ các nước Mỹ, EU và đồng minh. Nhiều đơn hàng xuất khẩu sang Nga không thể thực hiện do lo ngại rủi ro về vận chuyển và thanh toán. Thậm chí, nhiều lô hàng dù đã làm thủ tục xuất khẩu vẫn buộc phải hủy. Thậm chí có lô đang trên đường vận chuyển cũng phải quay ngược tìm thị trường thay thế. Thế nhưng, kỳ diệu thay, từ tháng thứ 6 trở lại đây, tín hiệu hồi phục đã xuất hiện với các dòng hàng xuất khẩu sang Nga, trong đó có thủy sản, vốn là thế mạnh của Việt Nam. Đặc biệt trong tháng 8, giới phân tích thị trường châu Âu đã vô cùng ngỡ ngàng, nếu không muốn nói là sốc nặng khi chứng kiến cú đảo chiều thần tốc của kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Nga. Họ bắt đầu hoài nghi về hiệu quả của hàng nghìn lệnh trừng phạt mà chính bản thân đang áp dụng lên nước Nga. Vậy đâu là lý do cho cú thay đổi ngoạn mục này? Liệu doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có vấp phải rủi ro gì khi Nga vẫn lầy lội trong cuộc chiến với Ukraine? Các bạn hãy cùng Hố Xanh Kiến Thức tìm hiểu trong video này nhé! Các bạn thân mến, cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra từ cuối tháng 2 năm nay là nguyên nhân chính khiến dòng chảy thương mại sang Nga bị tác động tiêu cực. Nhiều ngành hàng xuất khẩu sụt giảm sâu. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Liên bang Nga trong 6 tháng năm 2022 đạt 2,02 tỷ đô la, giảm 18,63%, tương đương 412,95 triệu đô la so với cùng kỳ năm 2021. Thâm hụt thương mại với Nga đạt 344,87 triệu đô la. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Nga trong 6 tháng năm 2022 đạt 838,79 triệu đô la, giảm 49,31% so với cùng kỳ năm 2021. Hầu hết các sản phẩm xuất sang Nga đều có mức giảm mạnh. Trong đó, xuất khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm mạnh nhất tới 73,83%. Điện thoại các loại và linh kiện giảm 71,65%. Dệt may giảm 40,02%. Thế nhưng, trong bối cảnh tất cả các mặt hàng đều giảm sát đáy, thì riêng mặt hàng thủy sản lại chứng kiến cú đảo chiều ngoạn mục. Cụ thể, từ thảm cảnh xuất khẩu thủy sản sang Nga giảm lần lượt 86% và 46% trong tháng 3 và tháng 4 vì vận tải tắc nghẽn, thanh toán thương mại khó khăn. Cho đến tháng 6, xuất khẩu thủy sản sang Nga đã hồi phục dần dần. Và từ tháng 7, xuất khẩu đã đảo chiều, tăng 36% và tăng mạnh 98% trong tháng 8 năm 2022. Các bạn có biết, trong số các mặt hàng thủy sản của Việt Nam thì loại hàng hóa nào được người anh em Nga yêu thích nhất không ạ? Vâng, đó chính là cá tra, thế mạnh xuất khẩu của thủy sản Việt Nam. Cá tra chiếm 22% giá trị kim ngạch thủy sản sang thị trường Nga với gần 21 triệu đô la trong 8 tháng đầu năm nay. Trong đó, cá tra phi lê đông lạnh chiếm khoảng 75%, cá tra nguyên con chiếm khoảng 14%, cá tra cắt khúc chiếm 11%. Ngoài ra, cá chỉ vàng, cá ngừ, cá cơm cũng tạo ấn tượng khi dĩ được tăng trưởng dương trong bối cảnh hết sức khó khăn. Không những thế, năm 2022 có thêm 6 doanh nghiệp Việt Nam được phía Nga cấp phép cho xuất khẩu thủy sản sang thị trường này, nâng tổng số đơn vị được phép xuất khẩu thủy sản sang Nga là 54 doanh nghiệp. Chỉ riêng trong 8 tháng đầu năm nay, có 39 doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng thủy sản xuất khẩu sang Nga. Rõ ràng chúng ta có thể thấy rằng Việt Nam đã tận dụng được những thế mạnh của bản thân để đảo chiều theo triết lý trong nguy có cơ để thu về ngân sách khủng cho quốc gia. Các chuyên gia kinh tế còn dự báo rằng xuất khẩu thủy sản sang thị trường Nga sẽ tiếp đà hồi phục trong những tháng cuối năm nay. Dự báo cả năm 2022, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga sẽ ghi nhận mức tăng trưởng 16%, đạt trên 190 triệu đô la Mỹ. Lý giải về sự đảo chiều ngoạn mục của xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Nga, ông Dương Hoàng Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nga cho hay, khi chiến sự Nga-Ukraine xảy ra, hệ thống ngân hàng Nga bị phong tỏa, đồng rúp bị mất giá. Nhưng Nga đã có những động thái phản ứng nhanh để giữ ổn định nguồn ngoại tệ. Mặc dù bị lệnh trừng phạt kinh tế từ nhiều nước G7, nhưng hàng hóa tại thị trường Nga vẫn khá ổn định vì Nga vẫn còn nhiều đối tác khác. Do đó, vấn đề thanh toán khi xuất khẩu sang Nga không còn là lực cản, trong khi dư địa thị trường này vẫn rộng lớn. Cũng theo ông Minh, vận tải hàng hóa từ Việt Nam sang Nga đã thuận lợi hơn.
hiện nay tập đoàn vận tải Nga đã mở tuyến vận tải thẳng đến thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vladivostok và đã có một số hãng tàu khác chạy tuyến mới. Việc vận chuyển nhanh hơn, thời gian ngắn hơn. Ngoài ra có thêm hệ thống vận tải đường sắt hỗ trợ cho giao thương với Nga. Chưa hết, với những ưu đãi về thuế quan nhờ Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu, hiện tại nhiều mặt hàng nông sản, thủy sản của Việt Nam đang có khả năng cạnh tranh lớn tại thị trường kinh tế này. Các bạn thân mến, rõ ràng thủy sản Việt Nam đang có thiên thời, địa lợi, song còn thiếu nhân hòa. Do đó, để thúc đẩy thủy sản vào thị trường Nga, thời gian tới cần tăng cường trao đổi hợp tác nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy thanh toán song phương bằng đồng nội tệ như Nga đang áp dụng với Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, cũng cần xem xét thúc đẩy hơn nữa đường vận chuyển liên vận giữa Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu bằng đường tàu hỏa để giảm bớt áp lực khi vận chuyển bằng đường tàu biển đang rất khó khăn. Cần có giải pháp để tác động tới cơ quan giám sát kiểm dịch và thú y Liên bang Nga xem xét tăng lượng doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được xuất khẩu vào thị trường này. Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản Việt Nam cũng cần rút ngắn thời gian giải trình lô hàng bị cảnh báo để các doanh nghiệp sớm xuất khẩu trở lại, xem xét quy trình kiểm soát gần với thông lệ quốc tế. Đi vào phân tích cụ thể, ông Đặng Hoàng Hải, Vụ trưởng Vụ Thị trường Châu Âu của Bộ Công Thương, đơn vị phụ trách chính của việc đàm phán hiệp định, cũng cho rằng khoảng cách là trở ngại rất đáng kể với doanh nghiệp Việt khi xuất khẩu sang Nga. Theo ông Hải, trong khi hàng hóa từ Việt Nam sang Tây Âu chỉ mất 25 đến 30 ngày, thì hàng hóa sang Nga mất đến 80 ngày. Đây thật sự là khó khăn với các doanh nghiệp xuất khẩu, nhất là hàng nông sản. Tuy nhiên, chúng tôi đã làm việc với các doanh nghiệp xuất khẩu và cả doanh nghiệp nhập khẩu của cả hai phía và phát hiện ra vấn đề không hẳn nằm ở khoảng cách địa lý. Thưa các bạn, trước đây, từ những năm 2000, chúng ta đã có những chuyến tàu từ Việt Nam sang Nga chỉ mất có 18 đến 30 ngày. Vì thế vấn đề không hẳn ở khoảng cách địa lý mà ở luồng hàng hóa. Vậy nên, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam, Liên minh Kinh tế Á-Âu có hiệu lực, đồng nghĩa với việc lượng hàng xuất khẩu sang thị trường Nga nhiều hơn, sẽ có những nhà cung cấp logistics chất lượng tốt hơn, rút ngắn thời gian và giảm chi phí đáng kể. Bên cạnh đó, theo khuyến cáo từ Bộ Công Thương, việc tìm hiểu các quy tắc, luật lệ của các nước đối tác cũng quyết định không nhỏ tới sự thành bại trong xuất khẩu. Bởi mỗi nước có những đặc điểm riêng, có hàng rào kỹ thuật riêng. Những rủi ro trong thanh toán từ các nước SNG nói chung đã giảm đi vì nhiều lý do mà việc thanh toán ngoại tệ như euro, đồng đô la Mỹ vẫn còn khó khăn. Do vậy, không chỉ riêng thị trường Nga mà bất kể xuất khẩu đi đâu, doanh nghiệp Việt Nam cũng cần bắt đầu từ những việc đơn giản nhất, đó là nghiên cứu nội dung hiệp định thương mại. Cụ thể, doanh nghiệp cần chú ý đến danh mục cắt giảm thuế quan hàng hóa, tìm dòng thuế liên quan đến hàng hóa của đơn vị mình, xem hàng hóa được cắt giảm như thế nào, bao nhiêu phần trăm, lộ trình thế nào. Sau đó, doanh nghiệp tìm đến phần quy tắc xuất xứ, xem hàng hóa phải làm thế nào để đạt được những ưu đãi trong hiệp định. Tiếp đến, doanh nghiệp hãy xem đến phần kiểm tra chất lượng, hàng rào kỹ thuật, điều kiện hải quan để có thể tận dụng hiệu quả tối đa. Tuy nhiên, sau tất cả, điều quan trọng nhất là doanh nghiệp Việt Nam cần có chiến lược, có cam kết mạnh mẽ về chất lượng hàng Việt nhưng giá cả phải cạnh tranh. Bà Olga Bidukova, Giám đốc Trung tâm Hợp tác và Phát triển Á-Âu Liên bang Nga khuyến nghị, doanh nghiệp Việt cần nghiên cứu kỹ phong tục tập quán tiêu dùng để đưa tới những hàng hóa phù hợp. Đặc biệt, phải tìm hiểu rõ luật ngoại kiều của Nga nhằm tránh vi phạm luật. Cái tốt nhất là tìm kiếm và gắn kết với hệ thống các nhà phân phối và doanh nghiệp theo dạng B2B, từ doanh nghiệp tới doanh nghiệp để tìm chỗ đứng vững chắc cho hàng hóa. Các bạn thân mến, không giống như thời gian trước, mức tiêu thụ cũng như thu nhập của người dân Nga bây giờ đã cao hơn. Do vậy, nhu cầu đòi hỏi chất lượng hàng hóa cũng cao hơn. Chính vì thế, nếu doanh nghiệp xuất khẩu chỉ lo cạnh tranh với giá sẽ không ổn. Chất lượng hàng hóa vẫn là yếu tố quyết định, đặc biệt đối với thực phẩm tươi sống như thủy sản. Chúng ta đã nỗ lực vượt khó sau bão Covid lại tới khủng hoảng chiến tranh giữa Nga với Ukraine để phục hồi và tăng trưởng xuất khẩu thủy sản một cách ấn tượng. Vậy nên, đừng vì lợi ích nhỏ nhoi mà đánh đổ bao công sức của cả ngành thủy sản Việt Nam. Về phần mình, các bạn nghĩ sao? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé!
Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!